Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cờ lem một con tóc cần có ký hiệu là Coffee từ dáng Sophie Connect này các bạn. Thì mình sẽ cờ lem được 15.000 tóc cần Coffee nha các bạn. Và tóc cần Coffee này nó sẽ list sàn Bankake Swap vào ngày 20 tháng 5 tới nha các bạn. Thì những dự án cờ lem thế này thì các bạn có khả năng là X5 đến X10 thì sẽ rất là cao nha các bạn. Thì các bạn có thể mua phi sale của nó là bạn dưới giá là không từ 0.01 BNB tới max là 5 BNB nha các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn copy cái địa chỉ bằng link mô tả dưới video của mình nha các bạn mở trình duyệt chi chút đất mình ra nè các bạn. Rồi các bạn chọn qua trình duyệt tab nè các bạn dán vào nha các bạn. Rồi còn bấm gỡ. Sau khi các bạn bấm nút gỡ thì các bạn chọn nhớ chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Các bạn claim mới được nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào claim airdrop. Các bạn sẽ tốn phí mạng là 0.0007 khoảng 0.9 nữa các bạn. Không tới 1 đô nữa các bạn. Các bạn như là bỏ một ly cà phê như bạn. Các bạn bấm nút chấp thuận. Giá gà hơi tăng rồi mà. Sau khi các bạn claim xong thì các bạn về với chút credit của mình các bạn kiểm tra nha các bạn. Và bạn đem coi đã về chưa các bạn. Smart cũng chắc. Vâng. Đây mình khớp con chắc của nó các bạn. Con chắc thì mình để dưới phần link mô tả cho các bạn đấy. Các bạn mở qua ba chỗ gạch bên cùng các bạn dán vào luôn. Thì các bạn cứ lem đi chờ thông tin 20 tới các bạn sẽ biết thông tin các bạn. Hy vọng con này sẽ x10 x20 tài sản cho tất cả các bạn nha các bạn. Mình đã nhận được 15.000 tóc cần Coffee này. Hiện tại con này chưa đích sàn các bạn. Hiện tại nó đang trong chương trình bán hàng VSL. Ok, những dự án thế này thì các bạn mình khuyên các bạn nên cờ lem các bạn vì khả năng x5 x10 tài sản khá là cao các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.